Chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ làm món hủ tiếu trộn của Hàn. Tại vì ngày mai là đến sinh nhật của chồng mình rồi, cho nên mình chuẩn bị hủ tiếu trộn với một ít rau trộn, mấy món rau mà thường hay dùng trong các ngày trung thu rồi sinh nhật với lại đám giỗ Tết rồi đó. Và sáng sớm ngày mai thì mới nấu canh rong biển. Hôm nay mình chuẩn bị trước mấy món này. Rồi, để làm hủ tiếu trộn thì mình cần có một cái củ cà rốt như vậy, rồi củ hành nè, thịt heo. Nhưng mà thịt heo đặc biệt là phải sắc sợi như vậy nha, sắc sợi dài dài như này nè. Ở bên này mình ra tiệm mình nói bán cho mình thịt heo để làm hủ tiếu trộn á, là người ta sẽ tự sắc cho mình như vậy luôn đó. Nó giống như là cọng hủ tiếu gì đó. Rau chân vịt, các chị em có bầu nên ăn nhiều rau này vô rất là tốt cho em bé. Tỏi nè, tỏi này có nhiều bạn hỏi mình là bỏ trong tủ lạnh gì nó có giảm độ ngon không, thì mình lột rồi mình xay sẵn mình bỏ vô hộp kính như nè, mình để ăn khoảng 1-2 tuần, còn nhiều quá thì mình phải chia nhỏ ra mình bỏ vô tủ đông. Rồi nước tương chìm canh cha. Đặc biệt quan trọng là cọng hủ tiếu này. Cọng hủ tiếu này thì ngày hôm qua mình mua siêu thị là 5.000 won, khoảng 100.000 tiền Việt đó. Của Trần Trân Quân cái gì nè đó. Rồi bây giờ mình sẽ sắc cái củ hành này. Mình sắc tất cả thành mỏng mỏng dài dài giống như là cọng hủ tiếu vậy đó. Cái gì nè. Mình sắc tượng trưng cho mọi người coi vậy thôi chứ sắc hành ai mới sắc rồi ha. Cái dao này nè bị đứt tay nè, ngày hôm qua làm bị đứt tay nè. Cái dao này ha, xài không cẩn thận đứt một cái là đi rất là sâu luôn, mà ngày hôm qua trời Phật phù hộ sao mà nó lẹm ngang đây, bị xước cái móng, nó dướng cái móng lại cho nên nó không vô thịt được nhiêu chân á, mà phải nó không có cái móng là đi luôn ngón tay, chắc đi luôn ngón tay ghê thiệt. Rồi bây giờ mình sẽ sắc tượng trưng cái củ cà rốt này. Mình sắc sắc kiểu gì nè, sắc miếng miếng mỏng gì nè, xong cái mình thái sợi nó, thái sợi nó gì nè nè đó gì đó ha, đơn giản ha. Nóng. Tinh 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 tinh. Đây là nồi khoai lang mình luộc từ nãy tới giờ. Giờ nó chín này đó. Để nhìn thử coi. Cũng sắp chín nè. Khoảng 5-10 phút nữa. Ở bên này khoai lang có rất là nhiều. Và giá cũng rất là rẻ nha mọi người. Dưa hấu cũng vậy. Không phải hàng hiếm gì. Rồi. Bây giờ các nguyên liệu đã được sắc xong xuôi, mình bắt đầu nấu ha. Bắt chảo dầu lên, mình sẽ xào thịt heo trước. Xào với tỏi. Mình bỏ tỏi vô. Xong mình bỏ thịt heo vô. Thịt heo này mua 5.000 nè mọi người, 5.000 mà nhiều một đống một thao gì luôn nè. Rồi bây giờ mình chế với một ít nước tương.
đường nữa. Tiếp theo cũng dùng cái chảo này mình sẽ xào rau. Rồi mình sẽ bỏ cà rốt mình sắc hồi nãy vô. Ăn cà rốt nhiều cho nó đẹp mắt. Ở lộn, bổ mắt nha mọi người. Giờ xào cho nó chín. Giờ nó gần chín rồi mình sẽ bỏ củ hành vô xào luôn. Mình xào từng cái riêng cũng được, mình xào chung cũng được. Mình thì xào chung luôn đi cho nó tiện. Giờ xào cho nó chín nữa là xong. À, rau chân vịt thì mình không cần xào, đợi chừng nào mình ăn á mình xào luôn. Cái nó mau chín, nó mềm, nó mau chín lắm. Không cần phải xào trước. Rồi, sau khi đã chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi thì bây giờ mình bắt đầu luộc hủ tiếu ha. Nhưng mà trước khi luộc thì mọi người nên ngâm nước khoảng 30 phút đi cho nó mềm á, để mình luộc cho nó dễ. Chứ cọng này mà chưa ngâm nước nó cứng như là gãy tre vậy đó. Ý là mình đã ngâm nước rồi mà nó mới mềm được gì đó. Trời ơi, mới đứng nấu ăn chút xíu mà thấy nó hơi mệt mệt rồi đó. À, sức khỏe giờ này giảm sút quá. Đây, mình luộc tầm 10 phút đi ha. 10 phút là nó chín nè. Trời ơi, cũng làm biết làm mấy món này lắm. Mà tại vì ngày mai là sinh nhật của anh chồng đó, mới tranh thủ làm. Chứ đứng nấu ăn mà lâu quá nó cũng mệt lắm. Rồi, nhưng mình đợi cho nó chín một cái. À, để mình review cái khoai lang này cho mọi người coi nè. Rất là vàng, ngon, óng ánh. Đây, khoai lang nãy mình luộc nha. Đó, khoai lang gục vàng, nóng hổi thơm phức luôn. Bà con cô bác ơi, ai ăn khoai lang không? Đây, ăn cái này là phải kèm một ly nước kế bên. Rồi, 10 phút đã trôi qua, nó đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ rửa sạch lại với nước lạnh. Mình đã hứng sẵn một thau nước. Rửa lại. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ tất cả vô. Xào ra một quận trước khi ăn ha. Xào ít cho thầy Hô nó ăn trước thôi. Đây, nhiều quá. Hủ tiếu nè. Rau chân vịt. À, cái này là phải có nấm đây nha mọi người. Ở bên Việt Nam mà nếu mình có nấm gơm á, bỏ vô thì càng ngon.
mà bữa nay quên mua nấm nữa. Đây là nấm ngày hôm qua mình xào sẵn để ăn cơm, mình sẽ bỏ vô vài cọng. Thêm một ít nước tương. Rồi mình nêm cái đi, rồi nếu mà mặn lạt gì á thì mình bỏ vô sau nữa. Thêm miếng siro bắp nếu như bạn nào thích ăn ngọt, để cho nó có vị ngọt hậu hậu, hậu ngọt á, với lại ống ánh hơn. Bạn nào muốn ăn nhiều thì bỏ nhiều, còn không thích ăn ngọt á thì bỏ ít thôi. Rồi, để mình ăn thử cái ha. Vừa ăn rồi mọi người ơi, chắc biết rồi. Rồi xong, giờ mình cho ra dĩa. Rồi, nãy biết sao múc đi. Làm lòng thòng đây nè. Để đây kẹp góc này mới được. Vậy là xong. Món hủ tiếu trộn, hủ tiếu xào của chúng ta đã xong. Rất là hấp dẫn nha mọi người. Rất là dễ làm nữa. Mọi người ở bên Việt Nam thì có thể bữa nào rảnh rảnh đó để làm ăn cũng được. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Con nào vừa có nồi lần đây. Để có vừa có nồi lần kìa. Ăn cái này, ăn cái này cho mẹ đây. Nó ngon. Mình tiếng hai cộng lòng thòng nè. Nhai 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 đi con. Có cốt shipper mà ơi. Đừng có sệt. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Đây là chú khô bên Việt Nam nè. Mua bên Việt Nam gửi qua. Qua đây cục hải quan nó nhắn tin một ngày chừng 80 lần vậy. Nó hỏi chuối này là chuối gì, rồi khô kia là khô gì, gửi tên tiếng Anh với tiếng Hàn qua cho nó, rồi con núm gơm là núm gì. Rồi xong cái nó lấy 50.000 tiền thế nữa, khoảng 50 đô, rồi xong nó mới gửi cho mình. Tốn 5.000 tiền thịt be nữa, khoảng 5 đô nữa. Tổng cộng gần 60 đô mới được ăn miếng chuối này. Được 7 ký gồm chuối khô với lại núm gơm. Khô có sặc á. Rồi hôm nay mình quay video tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Tối nay là thi đấu đá banh rồi đúng không? Nghe nói Việt Nam với lại Uzbekistan gì đó phải không? Nói chung là mình cũng không thích xem bóng đá lắm. Nhưng mà tại vì dạo này mọi người làm rần rần quá, cho nên cũng biết được thông tin chút ít. Nói chung là cũng mong Việt Nam mình thắng để cho mọi người được vui. Tạm biệt mọi người nghe.